Vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Pháp hủy hợp đồng nâng cấp 6 tàu hộ vệ cho Đài Loan, đồng thời đe dọa nếu không muốn quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị hủy hoại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo Pháp về một hợp đồng giữa Pháp với Đài Loan. Theo đó, vùng lãnh thổ này có kế hoạch mua các vũ khí từ Paris, nằm một phần trong kế hoạch nâng cấp một đội tàu chiến do Pháp chế tạo mà Đài Loan đã mua cách đây 30 năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và yêu cầu Pháp hủy hợp đồng nâng cấp 6 tàu hộ vệ cho Đài Loan nếu không muốn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị hủy hoại. Chúng tôi phản đối tất cả các giao dịch bán vũ khí hoặc trao đổi quân sự an ninh với Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi Pháp hủy bỏ việc bán vũ khí theo kế hoạch cho Đài Loan để tránh làm tổn hại đến quan hệ Trung-Pháp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 5, Pháp đã bác bỏ các cảnh báo của Trung Quốc về việc bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan. Pháp nói rằng nước này đang thực hiện các thỏa thuận đã có và rằng Bắc Kinh nên tập trung vào cuộc chiến với COVID-19. Trong bối cảnh này, Pháp tôn trọng các cam kết trong hợp đồng đã thực hiện với Đài Loan và không thay đổi lập trường kể từ năm 1994. Đối diện với cuộc khủng hoảng COVID-19, tất cả sự chú ý và nỗ lực của chúng ta nên tập trung vào vấn đề chống dịch, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố. Pháp đã bán 6 tàu hộ vệ tên lửa cho Đài Loan với giá 2,8 tỷ USD vào năm 1991, khiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị đóng băng một thời gian. Xét về thời gian sử dụng, các tàu này hiện đã trên 25 năm tuổi và khá lạc hậu so với các tàu chiến cùng loại của Hải quân Trung Quốc. Một nguồn thạo tin trong cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết, Đài Bắc đã lên kế hoạch hiện đại hóa các tác chiến trên dưới sự giúp đỡ của Pháp. Giá trị hợp đồng dự kiến hơn 800 triệu đô la Đài Loan, tức là khoảng 26,8 triệu USD. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và rằng bất kỳ quốc gia nào có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh đều phải chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng họ vẫn tôn trọng nguyên tắc này như đã đồng ý với Bắc Kinh vào năm 1994. Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan luôn là vấn đề nhạy cảm và thường xuyên gây ra phản ứng mạnh từ Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên giữa Pháp và Trung Quốc xảy ra một số bất đồng. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Trung Quốc vì những bài viết chỉ trích cách xử lý đại dịch COVID-19 của phương Tây.